Đó, thì tổng giải thưởng của mình là được 4,16 đô. Nào, giờ bạn trả lời với channel của mình Quốc Bảo đây. Thì ở video này mình sẽ dạy mặt web 3 có tên là Soratech. Thì con này là nó là một phát triển về lĩnh vực là giáo dục, mạng xã hội và GameFi. Thì con này kiếm tiền như thế nào? Thì con này kiếm tiền là chúng ta mua cái viết, một cái bút đó. Thì chúng ta vô chúng ta đăng bài và tạo cái bình chọn. Và bạn đi bình chọn và giết người khác thì bạn vẫn kiếm được tiền. Thì bạn chưa hình dung được đúng không? Chút xíu mình vô mình lại bạn xem, thì mình cũng tham gia game này cũng 2 3 ngày rồi, mình đã test rồi thì cũng khá là ok đó. Kiếm mình không biết kiếm nhiều hay không, mình cũng đang test. Mà vốn đầu tư khoảng tầm 10 đô, 150 đô với 300 đô, thì tại vì nó có ba cái viết, cái viết 10 đô, cái viết 150 đô, cái viết 300 đô. Thì cây càng nhiều tiền thì nó sẽ có nhiều lợi ích hơn. Đấy, thì cái token chính của thằng này là XOC, phát triển trên mạng ERC20. Đã list trên đây. Đã list trên sàn Net rồi bạn. Coi gọi là bạn coi ở trang Coreco hoặc có mấy kịch cáp cũng được. Nhưng mà ở trong game á là nó sẽ là một cái khác, là sẽ là cái mạng Polygon. Đấy, nó có một token trong game, giống như là XOC khác cái mặt này này. Mình xem nè. XOC allocation gì đó. Đấy, nó giống vậy. Thì một đồng trong token trong đây là bằng 1 đô. Thì em xét mình một xíu, mình sẽ qua cái trang cho bạn xem. Bây giờ thì mình sẽ đi tới cái phần là cái phần liên gọi là tham gia đăng ký nha. Rồi khi xong mà đóng ta click vào chữ red ta thích thì bạn click vào link dưới video của mình cũng được. Vào đây mình sẽ thoát ra, mình sẽ làm lại cho bạn xem một sức nha. Rồi thì nó sẽ hiện giống như hình này. Khi bạn click vào nút red ta thích đó thì bạn đăng ký bằng email hoặc ví, thì mình giúp dùng ví hơn. Ok, cái chữ ví kết nối MetaMask. Rồi khi vô game thành công rồi chúng ta hiện mô ta muốn kiếm tiền thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải mua cây viết, cây bút đấy. Thì chúng ta mua ở đâu thì nhấp vào thị trường, với điều kiện là trong cái ví Polygon của bạn phải có đủ tiền nha. Ví dụ mình mua cây này thì 10,3 đô, thì trong đây phải có 10,3 đô, mình đã mua một cây rồi đó. Khi có đủ xong rồi chúng ta sẽ lựa nha. Nếu bạn có tiền nhiều thì bạn mua cây cao cấp, như là cây ở đâu mình có hai cây cơ bản dưới ta, mình có một cây thôi mà à, đúng không, có một cây thôi mà. Rồi đây mình có thêm cây nè, bút cơ bản. Rồi mình coi cái bút cao nhất là bút 300 đô, vậy 300 đô mà ở đây nó bán đây khá cao nhưng mà nó lại bị ngáo giá các bạn. Cái bút 300 đô này á thì nó sẽ lết như là sẽ được 30 phiếu bầu, hoặc là bạn bầu cử để bạn được hưởng đó. Hệ số nằm là 36, này là mình chưa biết cái gì, là bạn được 30 bài này, là mình một ngày mình được 30 cái lượt bầu chọn và đăng bài đó. Thì cái cây của mình thì được có hấp giá hấp nó được có một phiếu bầu một ngày thôi, đây một phiếu bầu thôi. Thì mình chưa tính được cái ROI là bao nhiêu, tính ra 10 bạn 10 đô một ngày thì mình đã tính hôm qua rồi á. Hôm qua là mình có tổng là 15 cái token ROC này. Mua cây viết là 10 thì mình còn lại 5. Ok chưa? Sau đó mình bỏ 3 phẩy mấy cái token này để chúng ta vô cái đăng bài. Thì tổng lãi 2 ngày là được gần 2 u cho cái vốn 10 u. Mình không biết đúng hay không. Cho bạn xem. Rồi khi mua cái bút xong đúng không? Khi bạn mua cái bút xác nhận đăng ký là xong. Sau đó click vào ví. Bạn muốn có các đồng token này để bạn làm một cái bài viết để cho người ta bình chọn thì bạn phải nạp vô nhấp chữ nạp nè. Rồi nhập số lượng vô đây, nhấp số 2 vô đây, số 1 vô đây. Đó, nhấp vô đây, xác nhận là xong, nó sẽ tự nó cộng vô đây. Đây mình mới nạp thêm. Đây, bài viết của mình đây. Nhấp chữ thì gọi là hồng bao đó, hồ sơ rồi, kéo xuống. Đây mình nó đi nè. Mình có viết một cái bài viết là bạn có biết trò chơi Pixel NFT hay không? Kiếm được tiền nhiều có hỗ trợ từ đội CPTK mà viết hay không? Thôi mình ghi A là đúng, B là không. Đó, thì tổng giải thưởng của mình là được 4,16 đô. Được 4,16 điểm, 4,16 đô đó bạn. Thì tính ra 2 ngày chơi mình lãi được 1, mấy cái đồng này. Chắc phải đợi thêm 2 ngày nữa, tại vì cái bài viết này của mình 3 ngày mới kết thúc, mình mới nhận được cái số tiền thưởng này. Thì các bạn lên nhóm của mình. Đây. Crypto. Nên mình cập nhật thì mình sẽ cập nhật lên đây nha, tại vì mình không làm video cập nhật được, tại vì nó khá là lâu á. Có bao nhiêu lãi mình sẽ cập nhật ha. Đây mình cũng có bình luận nè.
cuộc đấu giữa ông Biden và ông Trump nè, nếu hãy là tranh luận nghiêm túc thì bên nào sẽ năng thắng hơn thì mình sẽ chọn Donald Trump. Đó thì mình nhận được 0,334 đô, tính ra là cũng gần, tính gần ra gần 10.000 các bạn, tại vốn bạn bỏ ra chỉ có cái 10 đô thôi, chị cũng khá là ngon rồi. Roi Văn Tầm, nếu mà bạn đi bình luận không nha, Roi Văn Tầm như ta, Roi Văn Tầm 20 ngày hay mấy ngày, 10 ngày là chúng ta sẽ được 3 đô đúng không? Roi Văn Tầm tháng đó, nên là chưa chính xác, tại vì con này nó sẽ có còn nhiều cái tiềm năng nữa để mình test, rồi mình sẽ thông báo cho các bạn, sẽ đăng lên nhóm này. Và hiện tại á, con này có một cái event luôn, cái group chúng ta tham gia cái nhóm gọi là tham gia Telegram này đúng không? Chúng ta follow Twitter, chúng ta mua cái book, chúng ta vô cái nhóm, chúng ta gọi là chúng ta bình luận phía dưới video cho cái tên mà sau này nè, chúng ta sẽ được thưởng 25 SOC, tính ra là bằng gần 30 đô, hơn 30 đô cho 20 người. Cái này thì bạn muốn tham gia nha, muốn không tham gia thôi, rồi đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ làm thử nha. Thì đã có một cái viết rồi đúng chưa, để mua một cái bút rồi nè, bạn cũng đã có cái đồng tu kênh rồi, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi comment dạo nha. Rồi cái trang chủ đó, thằng này chắc bút xịn này, nó kiếm được 4.075 đô, 4.000 đô kinh đấy. Đây có câu hỏi này cũng khá là hay nè, đối với bạn cầu thủ bóng đá giỏi nhất thời đại Pele và Maradona là ai? Chắc chắn là Pele rồi, chọn này không, chọn ở đây một phiếu đó, bạn có thể mời bạn bè vô đây, mình không cần. Ok rồi, như là xong rồi đó, 24 giờ nó sẽ công bố kết quả, người gọi là người sẽ được thưởng. Bây giờ tới cái phần đăng bài, vậy là bạn được thưởng không phải ba mấy gì đó, không biết có phải hay không. Rồi tới phần đăng bài, thì đăng bài nó sẽ cho bạn câu hỏi và kiểm tra ngắn. Bây giờ thì mình sẽ là tạo câu hỏi đi, chỉ tạo nha, thì mình sẽ tìm một cái chủ đề nào đó trên mạng đi. Ok rồi, bây giờ thì mình sẽ tạo một câu cái bài viết về chính trị đi ha. Bây giờ mình sẽ nói về vấn đề chiến tranh Nga và Ukraine đi, thì mình sẽ viết một cái bài viết như là sau một năm nữa chiến tranh giữa Nga và Ukraine có kết thúc hay không. Mình sẽ dịch sang tiếng Anh hết nha, làm copy đó, bắt lên đây. A các bạn là Z và B mình là No. Ok vậy đi, và kèm theo cái ảnh nữa. Rồi lại xuống, mình sẽ up lên đây đó, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi mình sẽ như này, đâu rồi. Rồi chúng ta sẽ chọn cái kênh, gọi là đây là cái hashtag mà người chọn lĩnh vực cho cái bài viết này, chắc chắn lĩnh vực sẽ là xã hội chính trị nè, lịch sử văn hóa này. Rồi chỉ có nhiêu đó thôi, mình chọn thêm một cái nữa gọi là công nghệ tương lai đi, xác nhận thằng bao không được lập. Nếu ở đây như là quảng cáo bạn, nếu bạn cho thằng bao ở đây là bây giờ bạn muốn có cái bài viết của bạn sẽ có nhiều người biết hơn, đây gọi là nước quảng cáo đó, thì bạn muốn bạn kiếm tiền cái này thì bạn không nên làm nhiều cái này. Còn những người nào mà muốn bân bài viết của bạn được nhiều view, được nhiều người biết tới đó, thì bạn phải bỏ thằng bao này. Mình sẽ mình thêm điểm nha. Rồi mình sẽ số 2 ở đây, xác nhận. Rồi như đi, chữ tạo mắt đây, như vậy là xong. Yêu cầu các nằm không không thành công mà sao nó bị thấp hơn hả? Như ở đây tới 0,0.1 đi. Ok thành công các bạn, thì chút xíu sẽ có người comment trả lời đó. Đây đây tại vì đây cũng có này, cho mình xem thông báo này. Mình đăng bài cũng khá nhiều người vô comment, cũng gần như ta 989 người bình chọn à. Sau kết thúc thì số tiền này nó sẽ là số tiền của mình. Mình không biết đúng hay không, nếu mà đúng thì cũng khá là ngon. Thì kết quả này thì mình sẽ đăng trên cái trang Reddit của mình đi ha. Khi nào mà có kết quả mình sẽ lên đây cho anh em xem. Tại con này cũng là con mới mà, nếu mình là người công thần, mình khai phá con game này sớm, mình là người đi đầu á, thì nó sẽ khá là tốt cho anh em trên nhóm của mình. Thì mình thấy Việt Nam khá là hay nha, có ông Sơn Tùng MTP nè, ông được 2.924 cái token là 2.9 đô đó, ông khai phá sớm mà ông không làm video. Giờ mình làm video tại vì mình cũng chưa có hiểu hết 100% game này, vì vậy mình phải làm sơ, rồi sau đó chúng ta sẽ cập nhật trên trang Telegram gì đây cho nó gọn ha. Rồi tới phần rút tiền đi,
chơi game nào phải rút tiền quan trọng hay không, bây giờ sẽ rút tiền thử được hay không. Em chỉ rút nè, bây giờ hiện tại mình rút phí là 1 đô nha. Đó, bây giờ hiện tại mình có 4,16 nè, mình rút là rút 4 đi. Rồi, xác nhận nè. Rồi, đăng ký. Rút tối thiểu là 10 điểm. Ok chưa? 10 điểm mới rút được, là 10 đô mới rút được một lần. Đấy thì giờ rút tiền thì dễ dàng lắm, tại mình rút rồi, tại mình cũng làm video rồi. Bạn muốn xem đoạn rút á thì mình sẽ phải chèn một cái video đó, cái đoạn rút video trước cho mình vô cho bạn xem luôn nha. Nó hiện sự uy tín. Thì con game này, con này á thì mình gọi là sao ta? Bạn muốn chơi thì chơi, mình không bao giờ khuyên bất kỳ ai tham gia hết. Đấy, tại vì game file lúc nào cũng sẽ có rủi ro. Vậy bạn phải cân nhắc trước khi đầu tư nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem.